You guys might have to bring some tables back to Gomi's room. So, thank you. Sáng hôm nay chúng ta tiếp tục theo trong lên trình của Hội Thánh mà Phương đặt ra đầu năm là năm nay chúng ta sẽ được lành mạnh. Thì trong những tháng qua, Phương chia sẻ về những điều mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho mình khi Ngài chết trên thập tự giá. Có khi chúng ta suy nghĩ những cái điều quan trọng nhất, nghĩa rằng là mình được tha thứ tội lỗi, mình được sống đời đời. Nhưng mà thật sự có rất là nhiều điều. Trong những tháng qua thì Phương chia sẻ 10 điều mà Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho chúng ta khi Ngài chết, khi mà Ngài bị đánh, bị đập, khi Ngài hy sinh ở trên thập tự giá và chết đi. Thì Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những điều này. Nếu ai chưa có tờ này, Phương thấy rằng cái tờ tiếng Việt hết rồi. Nhưng mà nếu mà chưa có mà muốn thì nói Phương biết, mình in ra thêm cho. Và Phương muốn cho chúng ta treo cái này ở trên tủ lạnh hay là cái gì đó, chúng ta đọc mỗi ngày. Đây là những cái nền tảng mà Chúa ban cho chúng ta để sống bằng khi mà chúng ta là trở nên những người tin Chúa. Giống như là mấy tuần trước Phương chia sẻ rằng là trong thời của Hoàng hậu ECT, có chiếu chỉ phán ra rằng là trong ngày đó tất cả dân sự sẽ bị giết chết. Nhưng mà vua ban cho một chiếu chỉ mới. Đây là chiếu chỉ mới của mình. Mình sống bằng những cái lời của Chúa ở đây, chứ không phải là những cái lời và những cái luật cũ của tội lỗi và sự chết. Thành ra đây là những điều rất là quan trọng để cho chúng ta biết. Và từng rồi, và cái điều này thì cái điều cuối cùng đó là con người cũ của chúng ta đã chết trong Chúa Giêsu để con người mới sống trong chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng là cái con người cũ của chúng ta phải chết đi, đã bị đóng đinh rồi, nhưng mà mình phải sống ở dưới cái lẽ thật đó. Mình đừng để cái con người cũ xui khiến mình làm những cái tội lỗi để mà mình bị chết nữa, nhưng mà mình phải sống bằng con người mới của Chúa Giêsu ban cho mình. Thành ra từng rồi Phương mới chia sẻ rằng là không chỉ con người cũ của chúng ta, nhưng mà có những cái quyền lực ở ngoài, ở bên phía ngoài tấn công vào chúng ta, đó là ma quỷ. Cho nên chúng ta thấy hai phần, một phần là chúng ta, một phần là ma quỷ tấn công chúng ta. Và hai cách đó chúng ta phải cư xử khác nhau. Giống như là trong ECT nói rằng là sau khi vua ban chiếu chỉ thì mọi người hiệp lại binh vực mạng sống của mình, tuyệt diệt kẻ thù của mình để bảo vệ vợ và con cái của mình. Và khi Đức Chúa Jesus Christ đến, Chúa nói một cách rõ ràng đó, đối với ma quỷ thì chúng ta phải trừ quỷ đi, nghĩa là đuổi nó ra. Thành ra trong năm nay chúng ta sẽ học thêm về những điều này. Đương nhiên nếu là xác thịt của chúng ta đó, chúng ta không có đuổi ra được, tại vì đó là mình, phải không? Nhưng mà nếu ma quỷ đó, xác thịt thì phải đóng đinh nó. Nhưng mà nếu mà ma quỷ đó, mình phải đuổi nó ra. Thành ra ma quỷ mình không có đóng đinh được. Nó là loại linh, nó không có chết. Hơn nữa nó sẽ sống đời đời trong lửa địa ngục. Mà Đức Chúa Jesus Christ nói rằng lửa địa ngục đã sắm sẵn cho Satan và quỷ sứ của nó. Thành ra hai cách với cư xử khác nhau. Và trong năm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm để biết rằng là trong những trường hợp khác nhau mình nên làm cái gì. Nhưng mà sáng hôm nay Phương muốn nói một điều rất là tổng quát. Cái tựa đề mà Phương chọn là Đức Tin Thắng. Vì giống như là Phương mở đầu với năm nay đó, tất cả những lời hứa của Chúa, tất cả những ân tứ của Đức Thánh Linh, tất cả những ân huệ của Ngài đã mua lại cho chúng ta bằng sự chết và huyết báo của Ngài trên thập tự giá đó, đang chờ đợi mình. Nó giống như là ở trong một cái nhà kho tàng, và cái chìa khóa đó có hình là cái thập tự giá, nhưng mà làm sao chúng ta lấy được cái chìa khóa đó? Chúng ta phải có đức tin. Phương chia sẻ câu này ở trong Giăng đoạn nhất câu 4. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời là chúng ta đó, khi chúng ta tin đó thì chúng ta được sanh lại là con người mới. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Cho nên sáng hôm nay Phương muốn nói về đức tin
của một người cha. Và qua đức tin của người này, chúng ta có thể học được ba điều rất là quan trọng. Vì không bởi đức tin thì chúng ta không vào và hưởng được tất cả 10 điều mà Chúa đã ban cho mình qua sự chết của Ngài. Không bởi đức tin, chúng ta không thắng được ma quỷ. Không bởi đức tin, chúng ta không lột bỏ được con người cũ của mình, như là ông Phaolô phán dặn và nhắc nhở rằng hãy lột bỏ con người cũ đi. Mọi sự đều do đức tin. Và sáng hôm nay, Phương muốn nói về cái đức tin mà thắng hơn thế gian. Vì chúng ta sống trong thế gian thì chúng ta phải đương đầu với và còn đương đầu với tất cả những cái sự cám dỗ, tất cả những cái sự không tốt xảy ra, tất cả những cái sự tấn công của ma quỷ và chính con người xác thịt của mình. Thành ra sáng hôm nay Phương muốn chúng ta hướng về cái người cha này không có tên ở trong Kinh Thánh, chỉ nói là một người cha với đứa con của mình thôi. Và cái điều trước tiên mà Phương muốn nói rằng á, là người cha này á, có một cái trường hợp rất là đặc biệt. Và cái trường hợp này Phương nghĩ rằng chính nhiều người tin Chúa có. Và bởi như vậy Phương muốn chia sẻ về cái người cha này. Người cha này trong một câu nói ra rằng mình tin nhưng mà không tin. Rất là ngộ phải không? Thường thường mình nghĩ rằng là một là tin Chúa, hai là không tin Chúa. Nhưng mà người cha này nói rằng là tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Nghĩa là sao? Và Phương nghĩ rằng chính Phương cũng vậy. Phương kinh nghiệm điều này. Và Phương nghĩ rằng nhiều người tin Chúa, nhiều người tin lành, tin Chúa mà ở trong cái trường hợp này. Cái trường hợp và Phương nghĩ rằng có rất là nhiều người, nguyên một cái dòng dõi người tin Chúa. Bởi như vậy Chúa Giêsu Christ nói rằng là ta phải ở với dòng dõi không tin này bao lâu. Và dòng dõi không tin này, Đức Chúa Giêsu Christ không nói là dân ngoại bang, dân mà không biết Đức Chúa Trời, không phải là những cái dân mà không có luật của Đức Chúa Trời, không có lời của Đức Chúa Trời. Chúa đang nói dân Israel là dân thánh của Ngài, là dân lựa chọn của Ngài, có lời phán của Ngài từ thở Môi-se, từ thở Abraham là tổ tiên của Ngài. Họ có Đức Chúa Trời, họ tin Đức Chúa Trời, nhưng mà họ là những người, họ là dòng dõi không tin. Thành ra sáng hôm nay Phương muốn nói về cái sự không tin của người tin là chúng ta. Qua cái trường hợp của người cha này, qua cái trường hợp của họ, của ông này đó, chúng ta có thể học được ba điều. Trước tiên đó là ông biết cái công việc của ma quỷ. Khi mà hỏi đó, thì khi mà ông đến đó, thì ở trong những câu mà mình đọc đó, trong câu 17 đó, ông nói rằng một người trong đám đông thưa rằng: lại thầy, tôi đã đem con trai tôi cho thầy, con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ câm ám. Ngay trước nhất là ông nói rằng nó bị quỷ ám. Và Phương nghĩ rằng là cái này là do cái kinh nghiệm và nghiên cứu của ông và cái từng trải của ông nhiều năm. Nhưng mà ông biết, ông nhận biết ra rằng là cái này không phải là giống như Mỹ gọi là a medical condition, a physical ailment. Phương dịch lại tiếng Việt là đây không phải là một cái bệnh tự nhiên mà bác sĩ có thể khám ra hay là điều trị. Ông nói cái đứa con của ông bị quỷ nhập. Ông biết chắc như vậy. Và ông phân biệt được cái công việc gì của ma quỷ. Và khi ông diễn tả đó thì chúng ta mới thấy rằng là cái đó là công việc của ma quỷ. Khi và nó bị câm, khi lúc thì có, khi lúc không có, khi lúc mà có đó thì nó sôi bọt miệng mới bị giật kinh phong. Và lúc thì nó không có những điều đó. Ông diễn tả rất là chi tiết. Trước tiên chúng ta thấy rằng là ông nhìn biết công việc của Chúa và công việc của ma quỷ. Ông mới đem đến cho Chúa, phải không? Cái điều mà trước khi chúng ta bước vào cái lời hứa của Chúa đó, chúng ta phải hiểu biết rõ ràng rằng là cái công việc gì của Chúa Giêsu và công việc gì của ma quỷ. Ở trong sách Giăng nhất thì Chúa nói rằng là Chúa đến, ông Giăng nói rằng Chúa đến để hủy diệt công việc của ma quỷ. Nghĩa rằng ma quỷ có những công việc của nó, và Chúa Giêsu đến để hủy diệt
công việc của nó. Và những công việc của nó khi Đức Chúa Jesus Christ đến, Ngài trừ đi là những gì? Bệnh tật, tội lỗi, sự bị quỷ ám, và những cái điều không biết. Khi mà Chúa ở trong 3 năm, Chúa chỉ làm bao nhiêu đó thôi. Chúa đi giảng dạy cho những người không biết để họ biết. Chúa chữa lành bệnh tật và Chúa đuổi quỷ. Thành ra chúng ta thấy rằng là công việc của ma quỷ là làm mù mắt con người, cho họ không biết, khiến cho người ta bị bệnh tật. Và có nhiều lý do. Trong năm nay chúng ta sẽ đi từng lý do và chúng ta sẽ trừ đi những bệnh tật khỏi mình bằng đức tin và bằng sự hiểu biết. Và ma quỷ ám người ta, ma quỷ hành động ở trong con người, khiến xui khiến người ta làm cái này làm cái kia. Năm nay chúng ta cũng sẽ học qua và biết những cái dấu vết, và chúng ta cũng sẽ trừ quỷ, như là Chúa hứa rằng mọi kẻ tin sẽ trừ quỷ trong danh Chúa Giêsu. Nhưng mà cái điều trước tiên và quan trọng rằng người cha này biết công việc gì của Chúa và công việc gì của ma quỷ. Và cái điều đó đó chúng ta cũng phải nhìn biết. Trong 10 điều đó, chúng ta trong 10 điều trao đổi thiêng liêng đó, đó là nền tảng cho chúng ta biết rằng á, là cái sự nghèo khổ không phải là công việc của Đức Chúa Trời. Đó là công việc của ma quỷ. Cái sự Mỹ gọi là shame and guilt đó, cái sự xấu hổ, cái sự thấy cảm giác mình tội lỗi, hối hận đó, cái điều đó không phải là công việc của Đức Chúa Trời. Cái sự, cái lòng đau thương thống hối của Đức Chúa Trời mà đến từ Đức Chúa Trời đó luôn luôn đem con người đến sự ăn năn và sự nâng lên, chứ không bao giờ dài đạp con người xuống một cái hầm sâu, nơi tối tăm, để cho chúng ta thấy xấu hổ, để cho chúng ta thấy miệt mài ở trong cái sự tối tăm và cái trường hợp xấu xa của mình. Những cái điều đó không đến từ Đức Chúa Trời. Đó là công việc của ma quỷ. Những bệnh tật không đến từ Đức Chúa Trời, những điều đó đến từ ma quỷ. Phương đọc cái sách của một người mục sư. Người mục sư đó nói rằng là trước khi ông tìm hiểu về và có cái sự thay đổi trong đức tin của ông đó, thì đa số ông cầu nguyện không ai được chữa lành hết. Nhưng mà sau này á, thì ông cầu nguyện thì nhiều người được chữa lành. Nhưng mà ông thường gặp những cái người tin Chúa nói rằng á, là những cái người tin Chúa mà bị bệnh đó, nói rằng á, Chúa chắc ban cho tôi cái bệnh này để dạy cho tôi cái gì đó ở trong đời sống của mình. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ cái đó có lý không? Trong Kinh Thánh có bao giờ Chúa nói rằng Phi-e-rơ, ta ban cho ngươi bệnh phùng để cho ngươi học hỏi được cái gì đó? Có bao giờ không? Có bao giờ một người trong sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, những người theo Chúa mà bị bệnh để mà họ học hỏi được cái gì nơi Chúa không? Không đâu. Bệnh tật là công việc của ma quỷ, sự chữa lành là công việc của Đức Chúa Trời. Thành ra chúng ta phải giống như người cha và đức tin của người cha này, chúng ta phải nhìn biết công việc gì của ma quỷ và công việc gì của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng lẫn lộn. Có khi ma quỷ đem đến cho chúng ta những cái tư tưởng dối trá. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là những người nghèo khó, chúng ta sẽ thiếu thốn. Chúng ta nghĩ rằng mình là những người có một cái quá khứ, mình sống ở trong cái sự nhục nhã và mình sẽ không bao giờ vượt qua những cái điều đó. Chúng ta suy nghĩ rằng là chúng ta là những người bị cái này, bị cái kia, cho nên bây giờ mình bị bệnh như vậy. Cái đó là chỉ là thiên nhiên thôi. Thành ra chúng ta phải xóa bỏ những cái sự dối trá của ma quỷ. Đó là công việc của ma quỷ. Chúng ta bây giờ bắt đầu, chúng ta tin lời của Chúa. Kinh Thánh nói sao chúng ta tin như vậy. Đó là lẽ thật của Chúa. Và điều thứ nhì chúng ta có thể học từ người cha này đó là tin có thể ở cùng không tin, giống như là Phương nói hồi nãy. Phương thấy khi mà người cha này nói cái câu này, Phương thấy rất là ngộ. Nhưng mà Phương suy nghĩ thêm thì Phương nghĩ rằng là đối với chúng ta và đối với người cha này, thật sự nó cũng không phải là chuyện ngộ. Tại vì nhiều người, và giống như là Phương nói, chính Phương một thời gian mình tin Chúa nhưng mà mình sống không có tin
lời Chúa. Nếu Chúa nói rằng bởi lằn đòn của Ngài chúng ta được chữa lành, thì tại sao khi chúng ta không được chữa lành và chúng ta đến nỗi chúng ta không dám cầu nguyện cho một người được chữa lành? Cái đó là trường hợp của Phương. Thành ra Phương suy nghĩ về những cái lý do mà người cha này tin Chúa nhưng mà không tin Chúa, mới nói cái câu rằng nếu Ngài có thể làm được gì thì xin giúp đỡ con trai của tôi. Có những cái lý do mà người tin có thể không tin hay là ngưng tin là như thế này. Một á, là Phương nói rằng chỉ không biết thôi. Có khi có những điều chúng ta không biết. Bởi như vậy trong sách tiên tri OC nói rằng á, là bởi dân sự thiếu cái sự hiểu biết cho nên họ chết mất đi. Và Phương nghĩ rằng á, là nhiều người chúng ta không biết lẽ thật của Chúa. Chỉ chúng ta không đọc, chỉ chúng ta không học, cho nên chúng ta không biết, cho nên chúng ta sống trong cái sự không hiểu biết. Cho nên mình không biết làm sao mình tin. Bởi như vậy trong Kinh Thánh Chúa Giêsu Christ nói rằng là nếu không có ai rao giảng tin lành cho họ, làm sao họ nghe? Và nếu họ không nghe, làm sao họ tin? Phải không? Chúng ta phải biết lẽ thật của Chúa, chúng ta mới tin rằng, chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ chữa lành bệnh, chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ trừ ma quỷ, chúng ta phải biết rằng là Ngài nâng chúng ta lên, làm cho chúng ta ngước mặt lên, đi một cách hẳn hoi chứ không phải một cách nhục nhã trong đời sống này. Ngài là đấng dư dật, chúng ta phải biết những điều đó. Có khi chúng ta chỉ không biết thôi. Thành ra, một, có khi chúng ta không tin, chúng ta chỉ biết đủ để mà tin rằng Đức Chúa Jesus Christ ban cho mình sự sống đời đời và mình tin, nhưng mà mình chưa có cái sự hiểu biết về tất cả những điều mà Chúa hứa cho mình. Và cái lý do thứ hai, có thể chúng ta tin Chúa nhưng mà không tin, có cái lòng không tin á, là tại vì kinh nghiệm thực tế trong đời sống. Cái điều này đó thì chính người cha này kinh nghiệm. Phương nghĩ rằng ổng nói cái câu rằng là nếu thầy có thể làm cái gì thì xin thầy giúp đỡ là tại sao? Tại vì từ nhỏ đến lớn ổng đã thử biết bao nhiêu điều. Phương nghĩ rằng tất cả những bác sĩ ở trong làng và ở trong thành phố lớn ổng cũng đưa con trai của mình đi rồi. Ổng đã khám người này, khám người kia, thử thuốc này, thử thuốc kia, thử cái này, thử cái kia, ổng đã làm hết thảy rồi. Nhưng mà thực tế rằng là nó không được chữa lành. Cho nên cái kinh nghiệm thực tế trong đời sống của mình, nó in sâu trong đời sống của mình, in sâu trong lòng và tư tưởng của mình rằng không thể, không thể, không thể. Không phải tại vì cái mình không có lòng tin, mình đã tin nhưng mà nó không có work, mình đã tin, mình đã làm nhưng mà nó không có được. Thành ra cái sự thực tế, kinh nghiệm thực tế ở trong đời sống của mình đem đến cho mình cái sự không tin là như vậy. Và Phương chia sẻ cái này có thể trong những người trong hội thánh lâu nay có thể biết, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa thay đổi cái kinh nghiệm của mình. Ở trong hội thánh thì chúng ta biết là ba Phương bị bệnh rất là nhiều. Ba Phương bị bệnh tiểu đường, rồi cao máu, bị bệnh tim, và trong những năm cuối thì ba bị bệnh Alzheimer's, là cái bệnh lãng trí đó. Hơn nữa, Phương học y học, cho nên Phương biết rằng tất cả những cái bệnh đó, bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, bệnh tim và bị bệnh lãng trí đó, nó là những bệnh di truyền. Nghĩa rằng là cha mẹ mình bị thì mình cũng có thể bị nhiều hơn người khác, cái tỷ lệ những người bị đó nhiều hơn người khác. Thành ra cái lẽ thật, cái kinh nghiệm thật ở trong đời sống đem đến cho Phương một cái sự không tin rằng mình chỉ thấy rằng là đó chỉ là cái sự thật, cái số phận của mình, cái gen nó đã là như vậy rồi. Cho nên khi mà Phương xem xét rằng ở trong Kinh Thánh nói rằng là bởi lần đòn Ngài chúng ta được chữa lành, hai cái đó nó giống như mâu thuẫn với nhau, và mình phải chọn một trong hai. Và nhiều người chúng ta thấy cái sự trước mắt của mình, những cái kinh nghiệm trong đời sống của mình cho mình hay là tập cho mình, train mình đó, huấn luyện cho mình, không tin nổi. Bởi như vậy người cha này nói với Chúa Giêsu rằng nếu thầy có thể làm được cái gì, tại vì ông đã kinh nghiệm quá nhiều điều thất vọng, quá nhiều lần, bao nhiêu lần không được chữa lành,
Cho nên ông mới không tin. Ông không tin nói rằng là lần này sẽ được cái gì hết. Cho nên ông mới có cái sự không tin. Và điều thứ ba có thể làm mình không tin đó là cái kinh nghiệm ngay trước mắt ở trong Chúa. Phải không? Ông này đó, ông người cha này đó, không phải là lần này lần đầu ông đem đến Chúa Giêsu. Ông đem đến môn đồ của Chúa Giêsu rồi, nhưng mà có được chữa lành không? Không. Và Phương xem xét ở trong sách Matthew và trong sách Luca, đây không phải là lần đầu mà các môn đồ đi đuổi quỷ, phải không? Ở trong Matthew và trong sách Luca rằng là trước khi sau khi Chúa Giêsu Christ chữa người đàn bà với đem một đứa con gái từ người chết sống lại đó, thì Chúa sai các môn đồ mình ra để đi chữa lành bệnh cho muôn người, để đi giảng tin lành và để đi trừ quỷ. Thành ra họ có kinh nghiệm. Nhưng mà khi mà gặp cái đứa con trai này của cái người cha này, họ làm không được. Phương muốn hỏi chúng ta rằng, ở trong đời sống của mình, có khi nào mình có nhờ mục sư, những cái người lãnh đạo đức tin cầu nguyện cho mình không? Và lời cầu nguyện của họ không có cái gì cho đời sống của mình. Mình không thấy cái gì thay đổi. Mình không có thấy cái gì đỡ hơn. Mình không có thấy cái gì tốt hơn. Đó là một cái lẽ thật trước mắt. Và hơn nữa, khi mà ông đem đến Đức Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Giêsu Christ, trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ, con quỷ nó hành hại liền, nó lăn xuống đất, nó làm cho đứa trẻ lăn xuống đất rồi sôi bọt miệng ra. Thành ra làm sao người cha này có thể tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ có quyền năng mà ngay trước mắt những cái điều này xảy ra trước mắt Chúa Giêsu như vậy? Thành ra chúng ta phải thấy một cái điều này rất là thực tế, rằng những kinh nghiệm trước mắt của chúng ta làm cho chúng ta không tin. Chính những người tin Chúa, và Phương nói những cái điều này để cho chúng ta thông cảm, các môn đồ có kinh nghiệm đuổi quỷ nhưng mà họ đuổi không được, cũng như các vị mục sư, những người lãnh đạo trong hội thánh, những người chấp sự. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là họ biết everything, họ biết hết. Tại vì không có ai biết hết đâu. Và không có ai có toàn quyền năng đâu, có chỉ mình Chúa thôi. Cho nên chúng ta đừng có thất vọng, đừng có để những điều đó ảnh hưởng đức tin của mình. Tại vì sao? Tại vì Đức Chúa Jesus Christ nói cho chúng ta trong Kinh Thánh rằng chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không phải bằng mắt thấy. Những điều chúng ta thấy trước mắt của mình, nó là như vậy, nó là những điều thật như vậy. Nhưng mà chúng ta phải sống bằng đức tin. Và tin vào cái gì? Tin vào lẽ thật và lời của Chúa. Tại vì có nhiều khi giống như là ngay cái trường hợp này đó, mục sư cầu nguyện cũng không được, chấp sự cầu nguyện cũng không được, hội thánh hiệp lại cầu nguyện cũng không được. Chính mình đem đến Đức Chúa Giêsu, trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ, mà trước mắt mình đó, cái vấn đề nó không tốt hơn. Giống như người cha này đang đương đầu, khi mà đem con mình đến chính Đức Chúa Giêsu Christ, nó còn tệ hơn nữa, hay là giống y hệt lần trước. Thành ra chúng ta thấy rằng là có nhiều lý do người tin mà cũng không tin. Và Phương muốn nói đen nên để cho chúng ta hiểu rõ và chúng ta thông cảm. Vì Phương thông cảm, vì chính Phương cũng ở trong những cái vị trí giống như vậy. Khi mà nói đến sự tin, tin mà cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ để chữa lành đó, Phương phải nói thật rằng là rất là khó cho Phương. Tại vì chính người ba của mình qua đời ở trong bệnh tật. Và chính mình cũng nghĩ rằng và y học và những cái tài liệu mà mình biết nói mình rằng là mình cũng sẽ bệnh như vậy. Nhưng mà cái điều thứ ba cho chúng ta một cái hy vọng, và đây là cái nơi chúng ta xoay chuyển cái sự suy nghĩ. Cái điều thứ ba chúng ta có thể học nơi người cha này rằng Chúa Giêsu có thể giúp đỡ trong sự không tin. Và cái điều này Phương suy nghĩ là như vậy.
Chúa Giêsu nói với người cha một cách rất thật tình, và Chúa Giêsu nói một câu rất là nâng đỡ đức tin người cha đó, và đức tin của người cha đó được nâng lên. Đức Chúa Giêsu Christ nói: sao ngươi nói rằng là nếu ta có thể? Chúa Giêsu nói rằng là điều Chúa Giêsu nói rằng là để phân tìm. Sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Cái câu này năng làm cho đức tin trong người cha đã năng lên và dâng lên. Khi Chúa Giêsu nói rằng là đối với người tin mọi điều sẽ được cả. Everything is possible. Tất cả có thể cho một người tin. Thành ra ông mới nói rằng tôi tin, xin Ngài giúp đỡ cái điều không tin của tôi. Và mình có thể hiểu cái câu này như vậy: ông nói rằng tôi tin Chúa Giêsu, tôi tin lời của Ngài, dầu tôi không có thể tin rằng nó sẽ được chữa lành, nhưng mà tôi tin Ngài. Và sáng hôm nay Phương muốn chúng ta bắt đầu thay đổi. Nếu chúng ta chỉ tin Đức Chúa Giêsu, nếu chúng ta chỉ tin mọi lời Ngài nói, thì Ngài sẽ giúp đỡ trong sự mà mình không tin nổi. Những cái kinh nghiệm thực tế trong đời sống của mình trong những năm qua đã làm cho mình thất vọng bao nhiêu. Đức Chúa Giêsu sẽ giúp đỡ mình đến một cái điểm trong đức tin mình có thể tin rằng mọi việc đều có thể khi chúng ta tin. Thành ra cái điều thứ ba là cái điều phân ý quan trọng nhất chúng ta có thể học từ nơi người cha này, rằng là ông biết ông có cái sự không tin và ông không muốn sống như vậy. Ông muốn tin, và dầu cái đức tin của ông giống như là một hộp cải có khi không có luôn, cho nên ông mới nói là xin giúp đỡ tôi trong sự không tin. Nhưng mà ông tin nơi Đức Chúa Giêsu, ông tin lời của Đức Chúa Giêsu khi Chúa nói rằng là đối với mọi người tin mọi điều có thể được. Thành ra Phương để lên một câu này, Phương đọc ở trong sách, Phương dùng Google Translate để mà dịch lại, thành ra không biết chính xác bao nhiêu. Để Phương đọc rồi chúng ta hiểu đại ý. Cái người mục sư này viết sách nói rằng là mọi trận chiến trong cuộc sống đều là xung quanh hay là đều về lời của Chúa. Và liệu chúng ta có thể xây dựng cuộc sống của mình dựa trên sự thành tín và chính trực của Đức Chúa Trời hay không? Tất cả những sự tấn công ở trong đời sống của mình từ ma quỷ, tất cả những điều thực tế xảy ra trước mắt mình ở trong đời sống của mình, tất cả những trận chiến ở trong tâm trí và tấm lòng của mình đó là vì cái gì? Là vì ma quỷ muốn cho chúng ta không tin lời Chúa. Chúa đã nói rằng bởi lần đòn của Ngài chúng ta được chữa lành. Bây giờ trước mắt mình không được chữa lành, mình sẽ tin bên nào? Chúa nói rằng Ngài là đấng chữa lành gia đình, hôn nhân. Nhưng mà trước mắt gia đình mình đang đổ vỡ, mình sẽ tin cái nào? Đức Chúa Jesus Christ nói rằng mình sẽ có được sự sống đời đời, mình sẽ có được sự dồi dào ở trong tâm hồn, ở trong thể xác, cái sự thịnh vượng. Mà bây giờ mình đang thiếu thốn, nghèo khó, mình sẽ tin cái nào? Tất cả những trận chiến ở trên thế gian này đều là thử cho chúng ta, coi chúng ta tin lời của Chúa hay là không tin lời của Chúa. Chúng ta thấy tổ phụ đầu tiên của chúng ta, Adam với Eva, khi Chúa nói rằng các ngươi ăn sẽ chết, ma quỷ đến và nói rằng các ngươi ăn sẽ không chết đâu. Và Adam với Eva tin lời của Chúa hay là lời của ma quỷ? Thành ra đức tin của chúng ta, và điều số 3, chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta tin lời của Chúa Giêsu. Dù chúng ta không có đức tin để mà tin bất cứ những điều khác, chúng ta chỉ nói với Chúa rằng con tin Chúa, con tin lời của Chúa. Thành ra Chúa sẽ giúp đỡ
mình trong sự không tin của mình. Và chúng ta thấy rằng đứa bé đó được chữa lành. Ma quỷ nó cứ dằn vặt như thế nào, mọi người nghĩ rằng là nó cũng đã bị chết rồi. Nhưng mà Đức Chúa Jesus Christ đụng đến nó và nó trỗi dậy và nó được chữa lành. Thành ra đó là cái bài học của đức tin mà sáng hôm nay Phương muốn chia sẻ với chúng ta. Nếu trong đời sống của chúng ta gặp những cái điều mà làm cho chúng ta đọc lời Chúa mà không thể tin nổi, chúng ta hãy ăn năn về cái sự không tin của mình. Chúng ta hãy kêu cầu Chúa Giêsu giúp đỡ mình trong sự không tin. Chúng ta phải trở lại lời của Chúa. Chúng ta đọc những lời đó đối với mình hàng ngày. Chúng ta tin chắc những lời đó. Chúng ta không cần thấy những cái điều gì trước mắt, nhưng mà chúng ta nói bằng đức tin. Phương đang tập những điều đó và Phương nói rằng là có kết quả. Phương chia sẻ rằng là có một thời điểm rất là khó cho Phương tin vào sự chữa lành trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy trong năm qua có những người lên làm chứng và nhiều người khác được chữa lành mà không có gan lên làm chứng. Họ được chữa lành những cái bệnh mà y học không chữa được. Đó là bởi danh Đức Chúa Jesus Christ. Thành ra bởi như vậy, sáng hôm nay chúng ta, Phương muốn chia sẻ cái điều này để cho chúng ta có thể bắt đầu thay đổi cái sự suy nghĩ và cái đức tin của mình. Nhưng mà trước tiên mình phải nhận biết rằng nếu mà mình không tin lời Chúa thì mình có cái sự không tin. Mình ăn năn điều đó và mình cầu xin Chúa giúp đỡ mình. Vì con người mới của chúng ta không sống bằng bánh và mì gói và cơm. Con người mới của chúng ta sống bằng lời của Đức Chúa Trời. Và con người mới của chúng ta không sống bằng mắt thấy, nhưng mà sống bằng đức tin. Con người mới của chúng ta phải bước đi như vậy. Chúa Giêsu Christ nói rằng á, Đức Chúa Giêsu Christ nói rằng á là cái rượu mới khi mà đổ vào cái bình da cũ đó thì sẽ bị bể ra. Chúng ta có một cái đời sống mới, chúng ta có cái sự kêu gọi mới, chúng ta có những ân tứ mới, chúng ta có những cái mạng lệnh mới, chúng ta có những cái lời hứa mới. Chúng ta không có bỏ nó vào cái con người cũ, cái sự suy nghĩ cũ, cái tâm thần cũ. Nó sẽ làm cho đời sống của mình tan vỡ. Nhưng mà chúng ta phải bỏ nó vào một cái bình đức tin mới thì tất cả đều sẽ được cho những người tin, giống như lời của Đức Chúa Jesus Christ nói. Và Phương có muốn chơi cái này, nhưng mà trước khi tại vì nó bằng tiếng Anh, Phương muốn đọc cái lời mà Phương dịch ra bằng tiếng Việt. Khi mà Phương nghe cái này và Phương xem cái hình ảnh này lần đầu đó, cái video này lần đầu đó, nó làm cho đức tin của mình dâng lên ở trong lòng của mình. Và Phương mong rằng sáng hôm nay đức tin của các ông bạn chị em cũng sẽ được dâng lên. Những cái câu mà cô này hát nói rằng: tôi nói tên của Chúa Giêsu trên bạn, trong nỗi đau, trong nỗi buồn của bạn, tôi sẽ kêu cầu Chúa của tôi thay đổi đời sống của bạn. Tôi kêu cầu danh Chúa Giêsu vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho bạn. Trong tuyệt vọng, tôi sẽ tìm kiếm thiên đàng và cầu nguyện điều này cho bạn. Tôi cầu nguyện cho sự chữa lành. Tôi cầu nguyện hoàn cảnh của bạn sẽ thay đổi. Tôi cầu nguyện rằng nỗi sợ hãi bên trong sẽ tan biến trong danh Chúa Giêsu. Tôi cầu nguyện rằng mỗi một bước đột phá sẽ xảy ra ngày hôm nay. Tôi cầu nguyện phép lạ trên cuộc đời của bạn trong danh Chúa Giêsu. Tôi kêu cầu danh tối cao, tuyên bố phước lành, mọi lời hứa. Chúa vĩ đại hơn, Chúa mạnh mẽ hơn, Ngài là Chúa của những điều có thể. Xin chúng ta nghe. I speak the name of Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I pray for your healing. The circumstances
circumstances will change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. Xin mời Hội Thánh đứng lên. Trước khi chúng ta đến với Chúa với sự cầu nguyện, thì ngày hôm nay Phương mong rằng chúng ta hãy đẩy đức tin của mình dâng lên. Chúng ta tin Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta tin lời hứa của Ngài. Chính Phương, Chúa đã chỉ và Chúa đã mở mang sự hiểu biết của mình, và Phương ăn năn về sự không tin của mình. Và bây giờ Phương cầu nguyện cho sự chữa lành của tất cả toàn thể gia đình của chúng ta, cho những hôn nhân của chúng ta. Phương cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ cho sự chữa lành của thân thể của chúng ta, chữa lành cho tài chính của chúng ta. Phương cầu nguyện cho sự hiệp một và phấn hưng của Hội Thánh của chúng ta. Phương cầu nguyện cho tất cả những người thân mà chưa tin Chúa của chúng ta sẽ được cứu. Phương cầu nguyện cho thành phố của chúng ta sẽ được nghe tin lành của Đức Chúa Jesus Christ. Phương mong rằng đức tin của chúng ta hãy dâng lên để chúng ta đồng bước đi bằng đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Và sáng hôm nay Phương kêu gọi chỉ một điều này. Xin chúng ta nhắm mắt lại và đến với Chúa. Nếu Đức Thánh Linh có chỉ cho chúng ta biết rằng chính trong lòng của mình trong những năm qua chúng ta đã không tin lời của Chúa, thì sáng hôm nay chúng ta ăn năn điều đó. Và Phương xin mời, nếu ai muốn thì lập theo những lời của Phương. Chúng ta không cần nói lớn, chỉ đủ cho Chúa và mình nghe thôi. Kính lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con vì sự không hiểu biết. Con đã không tin Chúa vì những hoàn cảnh quá khứ. Con đã không tin lời Chúa. Nhưng sáng hôm nay con chọn tin Đức Chúa Giêsu. Con chọn tin lời của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài vì lời của Ngài đã ban ra cho chúng con, nâng đức tin của chúng con lên. Chúa ơi, và những lời hứa của Ngài, chúng con có thể tin và chúng con có thể sống và chúng con có thể mở được ở trong đời sống của chúng con. Trong chính đời này, Chúa ơi, tất cả mọi điều mà Chúa hứa có thể cho chúng con khi chúng con đặt đức tin nơi chính Đức Chúa Jesus Christ. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Đức Thánh Linh xin Ngài hướng dẫn mỗi đời sống của chúng con, hướng dẫn mỗi gia đình của chúng con bước đi bằng đức tin, không bởi bằng mắt thấy. Chúa ơi, Đức Thánh Linh xin Ngài chỉ cho chúng con những sự vi phạm của chúng con, những sự đường xưa lối cũ của chúng con mà chúng con cần từ bỏ, vì chúng con là những người mới của Chúa, vì chúng con là những người được dựng nên mới, và chúng con muốn bước đi theo con đường mới và những lời hứa mới của Chúa cho chúng con trong đời sống này. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa, xin Đức Thánh Linh Ngài giúp đỡ mỗi người chúng con trong việc này, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta hát tôn vinh Chúa. Tôn vinh chân thần nguồn ân vô đối, dưới đất chúng sinh tùng mỹ khắp nơi, trời cao cũng chung ca ngợi ba ngôi. Chúa Cha cùng con Thánh Linh đời đời,
Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Jesus Christ và sự hiệp một của Đức Thánh Linh luôn ở với mỗi người chúng con cho đến ngày chúng con gặp lại Chúa mặt đối mặt. Amen và lễ chung.